Rồi quý vị ơi, tiếp theo ở bonsai 1765. Cái clip này có 5 cây nha quý vị. 5 cây ha, 350k bao ship toàn quốc. Anh nào quen ship code lạ chuyển khoản nha quý vị. Rồi đây là 5 cây của nó đây nha. Đó. Rồi để tôi cho quý vị xem, ở đây là 4 cây. Còn đây một cái cây, tôi còn một cây cuối cùng duy nhất thôi. Đây là cây kim quýt nha. Cái này cây kim quýt Thái nha quý vị, chứ không phải kim quýt của mình nha. Cái này bông trái dữ dội lắm nha quý vị. Nó mà lú nhú lú bông. Như đây tôi coi cái này phải cái bông trái của nó không đây. Cái đọt chứ không phải bông trái. Mà này nó bông trái dữ lắm nha quý vị. Còn có một cây cuối cùng thôi nè. Cái loại này là siêu bông siêu trái nha. Nó ra trái là dây suốt luôn đó nha. Kim quýt Thái nè. Rồi đầu tiên cây sâm nè quý vị. Rồi cây số 2 là một cây Ouro nha quý vị nè. Đó. Cây thứ 3 là một cái cây chà Phúc Kiến nha. Cây này to lắm nha, siêu già luôn nha. Đó. Cây thứ 4 là một cái cây linh sâm quái nha. Cây này còn có một cây duy nhất thôi. Cái này là hồi đó ta trồng bằng cái hột nha quý vị. 10 năm tuổi cây này rồi đó nha. Đó, tàn nó vậy nè. Chà bá rồi nè. Quý vị thấy bằng tay tôi không? Tàn nó nè. Đó. Rồi, riêng cái cây kim quýt Thái nữa ha. 5 cây 350 bao ship toàn quốc nha. Thấy cái này không? Cây này tàn chà bá lửa không? Đang ra bông nữa nè. Bông nó mất tiêu rồi. Nè, bông nè. Đó. Chùm bông nữa nè. Đó. Rồi đó, cái cây này thôi nè, siêu già luôn nè, cái gốc chà bá lửa luôn. Còn có cây bán rẻ cho quý vị chơi thôi, chứ cái cây này không có giá này đâu nha. Okay. Tôi là vậy đó, bán còn lại ít thì tôi bán lỗ luôn, nhân nghệ cho quý vị chơi thôi. Rồi xuống luôn.